Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các bạn học sinh yêu quý, mở đầu cho video bài giảng phần thứ 2 của bài học về vần óp, vần ốp và vần ốp Chúng mình sẽ tiếp tục thực hành kỹ năng đọc Cô có các từ ở trên màn hình con chọn giúp cô tiếng nào có chứa vần ốp trong các tiếng của ba từ này. Cô tô màu đỏ các tiếng có chứa vần ốp, vần ốp và vần ốp. Chúng mình có thể thấy tiếng chứa vần ốp ở giữa màn hình. Các con đọc đánh vần và đọc trơn các tiếng được tô màu đỏ này với cô nhé. Cờ, ốp, cóp, nặng, cọp, cọp. Lờ ốp lốp sắc lốp lốp trừ ốp chớp sắc chớp chớp sau khi đọc được cả ba tiếng có chứa vần ốp vần ốp và vần ốp chúng mình có thể đọc được ba từ hãy đọc với cô con cọp lốp xe tia, chớp tương ứng với ba từ là ba hình ảnh ở bên dưới. Con hãy nối từ với hình ảnh thích hợp. Chúng mình nối được hình ảnh với từ tương ứng. Đầu tiên là hình ảnh của con cọp. Con cọp hay gọi khác chính là con hổ. Thứ hai là lốp xe. Lốp xe chính là u bọc ngoài xăm của bánh một số loại xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường cuối cùng tia chớp tia chớp là hiện tượng ánh sáng lóe mạnh rồi tắt ngay do sự phóng điện giữa hai đám mây hoặc giữa mây và mặt đất các con nhé kết thúc đọc từ chúng mình sẽ chuyển sang đọc đoạn văn đoạn văn với hình ảnh minh họa ở trên màn hình trong đoạn văn này có những tiếng nào chứa vần óp tiếng có chứa vần óp đã được cô tô màu đỏ ở trên màn hình đó là tiếng họp, hai tiếng ọp, tiếng lóp và tiếng ngóp. Ngoài ra, những tiếng được tô màu tím là những tiếng có chứa vần ốp, bao gồm tiếng lộp và tiếng đột. Tiếng được tô màu xanh là tiếng có chứa vần ốp, đó chính là tiếng đớp. Các con dừng video lại, đọc thật kỹ các tiếng được tô màu đỏ, màu tím và màu xanh này. Sau đó con đọc cả đoạn văn giúp cô Cô rất cảm ơn chúng mình đã rèn luyện kỹ năng đọc rất tích cực Bây giờ hãy đọc cả đoạn văn này với cô nhé Mưa rào lộp đột Họ nhà nhái tụ họp Thi hát đón cơn mưa đầu mùa Mặt ao ran ran Bài ca y ọp y ọp đàn cá cờ lót ngóp bơi đến, lâu lâu lại ngòi lên đớp mưa. Các con có thể dừng video lại lâu hơn để đọc thật kỹ đoạn văn này. Chúng mình sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn văn thông qua một số câu hỏi. Trong cơn mưa, họ nhà nhái làm gì hả các con? Khi mưa rào lộp đột, họ nhà nhái tụ họp, thì hát đón cơn mưa đầu mùa trong cơn mưa rào đó mặt ao được miêu tả ra sao đúng rồi mặt ao ran ran bài ca ì ọp ì ọp cuối cùng hình ảnh của đàn cá cờ cũng được nhắc đến trong đoạn văn đàn cá cờ làm gì đàn cá cờ thì lóp ngóp bơi đến lâu lâu lại ngoi lên đớp mưa Chúng mình thấy hình ảnh của cơn mưa rào ở bên dưới ao, đúng không nào? Kết thúc kỹ năng đọc, các con sẽ cùng chuyển sang kỹ năng viết. Chúng mình có nhiệm vụ viết được vần óp, vần ốp, vần ốp. Sau đó là từ lốp xe và từ tia chớp thật đúng và thật đẹp vào vở. Quy vọng rằng các con sẽ thực hành rất tốt kế tiếp ở phần cuối cùng chúng mình thực hành kỹ năng nói cô có hai hình ảnh ở trên màn hình con phát hiện được đâu là hình ảnh của ao và đâu là hồ hình ảnh thứ nhất chụp ao và hình ảnh thứ hai là một hồ nước mênh mông cả ao và hồ đều là các vùng nước ngọt trên đất liền là nơi trú ngụ của nhiều sinh vật sống Chúng mình có thể so sánh về điểm khác nhau giữa ao và hồ. Ao thì nhỏ hơn và nông hơn, dẫn đến diện tích mặt đất ở ao thấp, thoáng hơn. Nước tại ao đủ nông để ánh sáng mặt trời chiếu tới đáy. Nhờ tác động của ánh sáng, thực vật phát triển phong phú dưới đáy cũng như ở trên bề mặt ao. Ngoài ra, nước ở trong ao cũng có xu hướng duy trì nhiệt độ đồng đều hơn và có các đợt sóng nhỏ hơn điều này tạo nên môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài động thực vật khác nhau điển hình như rùa cá rắn chim và nhiều loài côn trùng so với ao hồ thì sâu hơn vì thế ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới tận đáy hồ điều này khiến cho thực vật hầu như không thể phát triển bên dưới bề mặt của hồ ngoài ếch và côn trùng như ao hồ còn là nơi cư trú của cá sấu hải ly rái cá, rắn hoặc các sinh vật khác tùy thuộc vào khu vực môi trường sống. Sau khi có những kiến thức như vậy, con có thể biết thêm về ao và hồ thông qua câu hỏi sau đây giúp cô nhé. Cô rất cảm ơn các con. Thông qua bài học này, chúng mình có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh ao, hồ, giữ gìn vệ sinh thật tốt để bảo vệ môi trường sống của các sinh vật. Đồng thời, các con cũng không được bơi lội ở ao, hồ để tránh những tình huống nguy hiểm các con nhé. Nội dung này cũng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.